Thưa quý vị, còn 2 ngày nữa là dự án xây dựng hoàn chỉnh nút giao cầu Thanh Trì với quốc lộ 5 thành phố Hà Nội sẽ chính thức được thông xe và đưa vào khai thác. Việc hoàn thành sớm nút giao này trước 3 tháng không chỉ góp ngăn ngừa tình trạng ùn tắc giao thông mà quan trọng hơn là giảm thiểu xung đột giao thông giữa các dòng phương tiện trên quốc lộ 5 với đường dẫn cầu Thanh Trì, ghi nhận của VTC14. 4 nhánh dẫn từ cầu Thanh Trì xuống quốc lộ 5 đã cơ bản hoàn thiện. Hệ thống đèn điện, vạch sơn phân làn trên đường dẫn cũng đã được bố trí. Mặt đường quốc lộ 5 giao với hệ thống đường dẫn là phần việc cuối cùng, hiện đang được các công nhân triển khai thi công ngày đêm. Khối lượng công việc hoàn thiện tính đến ngày 16 tháng 10 đạt 98%. Hôm nay thì dự án cải tạo nút giao giữa quốc lộ 5 với dự án cầu Thanh Trì thì đã cơ bản là hoàn tất, và đến ngày 18 tháng 10 này thì sẽ chính thức là cho thông xe 4 cái nhánh cầu. Và sau khi thông xe thì sẽ giải quyết được cái việc mà giao cắt bằng đèn tín hiệu, và khi đấy thì sẽ giải quyết cơ bản cái ùn tắc tại cái vị trí nút giao này. Nghi ngại về chất lượng công trình khi vượt tiến độ 3 tháng, tư vấn giám sát khẳng định việc dự án hoàn thành vượt tiến độ là nằm trong tính toán của nhà thầu cũng như đơn vị thi công. Xác định đây là dự án quan trọng nên ngay sau khi có mặt bằng, đơn vị đã triển khai nhiều mũi thi công. Là sau khi thông xe 4 nhánh cầu, chúng tôi vẫn còn phải tiếp tục là cái phần nâng cấp và mở rộng đường 5, cải tạo lại cái phần đường 5 để hoàn thiện cái phần giao thông. Bởi vì là phần đường 5 chỉ có thể thi công sau khi 4 nhánh cầu đã được tổ chức thông xe. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục phân luồng trên quốc lộ 5 để tiếp tục thi công. Nên nói là dự án hoàn thành trước 3 tháng thì cũng chưa đúng, bởi vì vẫn còn phải một phần việc nữa chúng tôi phải hoàn thành sau khi đã thông xe 4 nhánh cầu của dự án. Dự án xây dựng hoàn chỉnh nút giao cầu Thanh Trì với quốc lộ 5 thành phố Hà Nội được khởi công tháng 10 năm 2014 và dự kiến hoàn thành sau 15 tháng thi công. Dự án có tổng giá trị hơn 800 tỷ đồng, gồm xây dựng 4 nhánh cầu với mặt cắt ngang mỗi nhánh từ 7 đến 9 mét, mở rộng cầu vượt quốc lộ 5 ghép nối với các nhánh cầu, mở rộng quốc lộ 5, xây dựng hệ thống tường chắn tại vị trí lên xuống của các nhánh trên quốc lộ. Dự kiến ngày 18 tháng 10 này, dự án này sẽ chính thức hoàn thiện và đưa vào khai thác.